mình lại đi núi Tuyến, nhưng mà là một cái núi khác. Núi này tên là Paloma Mountain, cách nhà mình hơn 1 tiếng lái xe. Thì mọi người hôm nay đón xem núi này khác cái núi hôm bữa như thế nào nha. Giờ thì trời đang mưa, hy vọng là khi mình đi lên tới núi thì là sẽ có thấy tuyết rơi. Cái đường đẹp này hơi khó lái hơn là cái núi hôm bữa. Four-wheel drive? Yes. Four-wheel? Where's yeah. your Behind chains? Yeah. Okay, you gotta put the chains on if it's not four-wheel drive. It's four-wheel drive. Four-wheel drive? Yep. Where's your knob or your thing to turn it on? I'm sorry, say that. Where's your control for four-wheel? Two-wheel or four-wheel? It's four-wheel drive. Hang on. Okay, you're four-matic, you're fine. You're fine. Okay. Thank you. May quá, lần trước thì nhà mình đã mua và chuẩn bị để sẵn ở trong cốp xe rồi, nên họ chỉ check coi là nếu mà mình biết mà nó nhiều quá thì mình phải thay cái bánh, mình phải thay cái đĩa xích vô trong xe của mình để mà mình đi an toàn hơn. Mọi người xem nè, cái địa hình đi rất là ngoằn ngoèo, bởi vì nên mọi người đi với vận tốc rất là chậm. Chi cái xe đỏ này họ đi chậm là họ đi để mà kéo cái xe kia ra đó, xe cứu hộ. Ghê chưa? Xe đó địa hình.
prepare for the snowman. Là vui rồi. Vui không cả nhà? It's so fun. So yeah. Fun. Okay. Yeah. Again, Alice. High five. Look at the fun. Oh, yeah. Bây giờ cả nhà mình đi ra xe đi về. Cái xe được tắm một trận tuyết trắng xóa luôn rồi mọi người ơi. Ok, đi đâu xe đi con. Úp. Hôm nay kết thúc một buổi đi chơi thật là vui với gia đình rồi. Chào tạm biệt mọi người ở đây nha. Nhớ ấn like và chia sẻ video giúp mình để mình làm thêm nhiều video nữa cho mọi người xem nha. Bye bye.